Em này có giá tại trường em anh chị. Lóc bò này em bán rồi anh chị, để em báo giá cho anh chị biết cái hiện tại mà cái lóc bò em bán ra như thế nào cho anh chị biết á. Cái cặp bò này cực kỳ đẹp vip luôn anh chị, bò độ luôn á. Có 43 triệu anh chị. Bò này chung là không có chỗ nào để chê được á. Bò đít như cái thúng vậy đó. Con có 21 rưỡi anh chị, hồi đó con này chắc có 23 triệu. Giờ nó cũng nới lắm anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu quá nhanh tay và bắt bò được có liên hệ giúp giùm em nha. Tại cái lô bò đực này em bán hết rồi, con đực 3B này có 19 triệu nè anh chị. Cái cặp nằm này thì có 35 triệu nè, con nó bành kia luôn. Tại vì bò đực này em bán hết rồi, em báo giá cho anh chị tham khảo nha. Em chỉ còn hai bộ mẹ con thôi nha anh chị. Anh chị xem clip đừng có ném đá giùm em nha. Tại vì cái lóc bò này em bán rồi á, em chỉ về hai bộ mẹ con thôi. Còn anh chị nào bắt bò đực thì liên hệ giúp giùm em nha, số lượng lớn á, anh chị thông cảm nha. Tại vì mấy ngày hôm nay em không có bán được con bò nào mà đăng trên kênh hết á, thì em sợ anh chị quên em nên em đăng cho anh chị biết cái giá bò hiện tại em bán ra như thế nào cho anh chị biết mua tham khảo nha anh chị. Con này có 19 triệu đó anh chị. Tiếp tục về con bò mới anh chị, em về được hai bộ mẹ anh con anh chị. Bữa nay ngày 15 tây tháng 1 2022 nha anh chị, em tiếp tục về được hai bộ mẹ anh con. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà sợi mẹ anh con liên hệ giúp giùm em nha. Này rất là to, mẹ ăn con 3B nha anh chị, mẹ 3B đẻ 3B nha anh chị, mẹ đầu gút 3B đầu gút anh chị, mẹ gút đẻ ra. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ ăn con là liên hệ giùm em nha. Mẹ này chiều cao 1m2 mấy anh chị, rất là to bò rất là đẹp nè anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cái alo giùm em nha. Mẹ ăn con đực, mẹ con đực này có giá tại chuồng em là 30 triệu anh chị ơi, 30 triệu. Nó hơi cứng anh chị, tại vì bò nó hơi sạch sạch đó, bò sạch đó, không phải là bò mà nó dạng hư hao lòi lú gì nha anh chị. Tại em mua bò em rất là kỹ anh chị. Bò này nó mới đẻ một lứa đầu á anh chị, mới đẻ lứa đầu tiên luôn anh chị. Xác cũng rất là to nha anh chị, xác to lắm anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con là liên hệ giùm em nha. Mẹ con nó giá tại chuồng em là 30 triệu anh chị, đẻ lứa đầu nha anh chị. Em về em chưa thay dây gì hết trơn luôn anh chị ơi, anh chị thông cảm nha. Mới lẻ lứa đầu, giá 30 triệu mẹ con. Nghe đực 3B đó, đây được 3B đây, nghe được pin lực lắm nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà thích hợp xài nghe được đó, mẹ con được 3B liên hệ giúp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em nha. Đây xương sóc rất là thẳng gẳng nha anh chị. Anh chị nhớ xem kênh ủng hộ giúp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em nha anh chị. Lâu quá thì em không có đăng clip lên thường á, tại vì khách nó cũng đặt nhiều quá, cũng nhờ ông anh ông đặt nhiều quá cho nên em cũng không có ra clip được thường xuyên, anh chị thông cảm nha. Còn anh chị nào mà có nhu cầu ở Đà Lạt, Lâm Đồng mà bắt số lượng lớn liên hệ giúp giùm em nha. Tại vì trên đó bây giờ hiện tại giờ cũng chuẩn bị ra bò thịt đó anh chị. Anh chị nào bắt 5-10 con em ghép xe em đi anh chị cho đỡ tốn tiền xe nha anh chị. Trang trại nào có bắt á liên hệ giùm em nha, ở Đà Lạt, Lâm Đồng nha. Em thường giao về Cà Đơn nha anh chị, ở Tu Tra, Cà Đơn á em giao rất là nhiều trong mấy trại bò đó nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà bắt bò liên hệ giùm em, hay là người dân á có xài á thì liên hệ alo giùm em nha. Em quay trực tiếp và chốt bò trên Zalo nha anh chị, hay là xuống tới trại em đều bắt có cho anh chị nha. Em thường bán về Đà Lạt, Lâm Đồng rất là nhiều nha anh chị, về Đức Trọng, Di Linh này kia em nhiều ra tới hết nha anh chị, Thạnh Mỹ. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bộ mẹ con là liên hệ giùm em nha. Đây em lại gần cho anh chị xem dàn lưng nữa nè, con nghe con nè anh chị, con rất là hở luôn chị. Đây, con mẹ đây đó. Con mẹ này chiều cao nó tầm khoảng 1m2 mấy anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ ăn con là giá 30 triệu liên hệ giúp em, 30 triệu mã số 1, 30 triệu nha anh chị. Đây rất là đẹp nha anh chị, đầu mẹ rút nha, đầu mẹ rút đây, đầu mẹ rút nha. Con mẹ này mẹ siêu đẻ ra nha anh chị, nái siêu đẻ ra, ra con 3B mà 3B đầu chuỗi nè. Đó anh chị thấy con nghé con rất là đẹp nha anh chị, giá chỉ 30 triệu. Cô chú anh chị nè mà có nhu cầu mà xài bò alo giùm em nha. Rất là mát sữa nha anh chị. Đây em tiếp tục mã số 2 anh chị, một con kem chà bá luôn, một con nghé được 3B nha anh chị, 3B xám anh chị, mà là 3B xám nha. Bò này bự bò anh chị, cặp bò này có giá tại chuồng em là 34 triệu anh chị ơi, bá 34 triệu nha anh chị, nó cũng ngang tiền với nhau hết rồi anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu mà nhanh tay liên hệ giúp giùm em nha.
nhanh tay bắt liên hệ giúp giùm em, giá 34 triệu tại chuồng em nha. Rất là đẹp. Bò mới đẻ một lứa không chị? Mới gớt một đôi găng đầu tiên nha anh chị. Mới gớt một đôi găng đầu tiên luôn á, giá 34 triệu tại chuồng em nha. Giá 34 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò liên hệ giúp giùm em nha. Giá 34 triệu nha anh chị. Con ngán rất là to nha anh chị, giá 34 triệu. Lúc này bò giờ nó cũng đang nhóng lên lại rồi cô anh chị. Anh chị nào mà nhanh tay cái liên hệ giùm em nha. Anh chị xem ngá con nè. Rất là đẹp luôn á. AB xám nha anh chị. Đây, con mẹ đây. Mới đẻ lứa đầu luôn. Em nói đẻ lứa đầu là lứa đầu nha anh chị. Tại vì em có coi răng đó đó, mới gớt một đôi răng đầu tiên luôn anh chị. Anh chị nhìn sừng là biết rồi nha. Giá chỉ 34 triệu tại chuồng của em nha anh chị. Anh chị nào mà thích để nái á, bắt mấy cái cặp này là nó rẻ rẻ tiền, mình nuôi dễ nái là không bao giờ sợ lỗ nha anh chị. Tại vì nó dính nghé đực không á, nó không có lỗ được nha. Em bao lòi cho anh chị luôn á. Lòi cứ trả em lại. Không bao giờ lòi nha anh chị. Hồi mới đẻ lứa đầu nha anh chị. Đó. Về bắt trong vòng một tuần lễ lòi chứ liên hệ giúp giùm em bắt lại bò nha anh chị. Mẹ con. Mẹ Pháp được 3B, giá 34 triệu tại chuồng em nha cô anh chị. Hai bộ nha anh chị. Em đi được hai bộ nha, mã số 1, mã số 2 nha anh chị. Mã số 1 thì 30 triệu, mã số 2 34 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em nha. Anh chị nào có nhu cầu mà đặt số lượng lớn trang trại này kia thì liên hệ giúp giùm trại bò Thành Trung giúp giùm em nha cô anh chị. Đây. Đây em cũng còn rất là nhiều bò nha anh chị, không phải là. Đây em cũng còn bò đực kem nè, đực 3B nè, cũng rất là nhiều anh chị. Đây tại cái lô bò này là em giao về Cà Đơn nè anh chị. Em giao về đơn ở Cà Đơn nè. Đó. Đó, bò này là em giao về Đà Lạt anh chị. Ngày mai em có chuyến xe Đà Lạt Lâm Đồng á. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò á, liên hệ giúp giùm em nha. Đây. Cái lóc này là em giao về 20 con về nuôi về Đơn Dương anh chị, Đơn Dương Đà Lạt Lâm Đồng á. Đó, coi chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò alo giúp giùm trại bò Thành Trung giúp em nha. Em đang giao về Đà Lạt nha anh chị. Em giao này về cho bà con nuôi nha. Cái giá nó cũng rất là nới nha anh chị. Đó, con bò này là to hết vậy là cái giá tại chuồng em là kia có 20 triệu thôi nha anh chị. Rất là to nha anh chị. Anh chị mà không mua bò của em á, mình coi cái giá mà ngoài mình mua bán như thế nào anh chị biết nha. Để mua mắc gì anh chị nuôi không có lời nha. Đây, con này giá tại chuồng em là 22 triệu rưỡi nè anh chị. Giá chỉ 22 triệu rưỡi tại chuồng em rất là to anh chị. Con bò này tầm khoảng 8 tháng cho lên anh chị. 7 tháng 8 tháng bò nha anh chị. Bò này bò dòng F21. Đây. Rất là đẹp. Đây cặp bò này to phết luôn chị. Giá tại chuồng em là chỉ có 49 triệu thôi anh chị. Giá 49 triệu. Cô chú nào mà ở ngoài Đà Lạt có cần bò mà số lượng lớn cái liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Cái tầm tiền như vậy nè, giá 49 triệu nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài bò alo giùm em nha. Rồi đây nè, cũng nằm rất là nhiều nha anh chị. Chuẩn bị giao về Đà Lạt Lâm Đồng anh chị.